Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Cobler hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên cả cộng sport. Xin chào các bạn, đây là Derby Bắc London, trận chiến của hai màu đỏ trắng. Derby Bắc London mùa giải năm nay lại càng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn khi Arsenal và Tottenham Hotspur đang bằng điểm nhau và sự cạnh tranh giữa hai đội trong nhóm đầu càng trở nên khốc liệt nhiều hơn bao giờ hết. Gặp phải các vấn đề khác nhau về sức khỏe khiến cho huấn luyện viên Mikel Arteta sử dụng cùng lúc cả hai tiền đạo của ông Enketia và Gabriel Jesus được vận hành có thể nói là rất ổn vào thời điểm này. Và điều đó giúp cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur kiểm soát bóng tốt hơn, dứt điểm nhiều hơn. Madison, James Madison mở bóng sang cánh trái. Brandon Johnson dứt điểm. Hotspur, James Madison dứt điểm. Lưới đã rung lên, nhưng đó là tình huống kết thúc ở vị trí việt vị của Son Heung-min. Đã tìm kiếm được cơ hội từ quả đá phạt góc. Bukayo Saka, Saka cột xa dứt điểm, không vào. Rất đáng tiếc khi chưa có bàn thắng cho Arsenal. Này, một quả tạt có nói là rất dẻo và rất khéo của Bukayo Saka, gần như là không còn một đường nào để tạo ra cơ hội cho những người đồng đội phía bên trong nữa ngoài đường chuyền vừa rồi. Udoje, cơ hội cho Arsenal dứt điểm. Một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự Tottenham Hotspur, thiếu chút nữa họ đã phải trả giá rất đắt. Đường chuyền hỏng của Udoje, chưa có một đồng đội nào kịp xuất hiện thật sâu quanh khu vực cầu môn của Tottenham Hotspur. Saka tiếp tục đối đầu với Udoze. Saka người ghi bàn không phải là Saka, nhưng đó là tác nhân để khiến cho Romero đốt lưới nhà. 1-0 cho Arsenal. Những tình huống xoay chuyển liên tục ở trạng thái phòng ngự hoặc tấn công giữa Arsenal và Tottenham Hotspur. Và cuối cùng Arsenal đã có được bàn thắng mở tỷ số trên sân nhà Emirates. Bukayo Saka, người đã làm khuấy đảo hành lang cánh của Tottenham Hotspur. Và tình huống này thì anh không gặp nhiều sự truy cản. Ngoặt bóng ngược trở lại, loại bỏ hoàn toàn các cầu thủ Tottenham Hotspur đã lùi về bị lố đà. Những pha xử lý mà gần như là ai cũng biết là Saka làm như vậy, nhưng có bắt được hay không lại là câu chuyện khác. Và lần này thì sai lầm đã tới với trung vệ mang số 17 của Tottenham Hotspur. Bàn mở tỷ số đã tới với đội chủ nhà rồi. Trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Khá mạo hiểm. Mất bóng. Không thành công. Sơn lùi về nhận bóng. Và anh không quan sát được ở phía sau lưng có sự hiện diện của Gabriel Jesus. Cái đẩy chân để cướp bóng của Gabriel Jesus, nhưng cú dứt điểm thì không có được cảm giác tốt. Lo lắng lớn với Ramsdale. Bukayo Saka, Odegaard chân trái. Kulusevski, Son Heung-min chuyển ra, dứt điểm, không vào, hoàn hồn David Raya. David Raya vừa khước từ bàn thắng của Brandon Johnson. Kulusevski và Son Heung-min đã có một tình huống phối hợp rất hay để mở ra một khoảng trống cực lớn. Nhưng rất tiếc, cú đá của Brandon Johnson chỉ cần dịch sang trái một chút nữa thôi là bàn thắng đã tới với Tottenham rồi. David Raya, James Maddison, Maddison nỗ lực. Đó là câu trả lời của đội trưởng Tottenham Hotspur, Son Heung-min. Bàn thắng đã tới với Tottenham Hotspur. Mặc dù đã có một sự xuất sắc tới từ David Raya trước đó, nhưng hệ thống phòng ngự của Arsenal đã không giải quyết được tình huống bóng bật ra. Và James Maddison, người đã tạo ra một cú khoét ở bên hành lang cánh phải của Arsenal, và từ đó mang tới bàn gỡ này. Một tiền đề rất lớn để mở ra cơ hội, và đó là bàn thắng dành cho Son Heung-min. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng này.
khi mà các cầu thủ áo đỏ đã không làm gì được trước một khả năng đi bóng rất đắt léo của James Maddison. Và băng cắt của Son Heung-min cũng là tuyệt vời, vừa đủ để vượt qua những cái bóng áo đỏ. Saka chính là người đã để vượt qua trong pha bóng này. Son Heung-min đã chọn cho mình một vị trí giữa ba cầu thủ phòng ngự của Arsenal. Một cú chạm bóng đầy tinh tế và nhạy cảm của Son Heung-min. Đánh đầu. William. Bóng đã chạm tay. Bóng đã chạm tay cầu thủ của Tottenham Hotspur, dứt điểm. VAR với trọng tài. Lại là Christian Romero. Lại là Romero. Cánh tay đã dang ra rất rộng so với cơ thể của anh. Huống liên quan đến các quyết định VAR và cánh tay của anh. Nếu như đây là một quả penalty thì là một ngày cực kỳ đen đủi của Christian Romero. Bukayo Saka. Một cú đá vào chính giữa khung thành. 2-1 cho Arsenal. Không có bất kỳ một sai lầm nào của Bukayo Saka. Và đây là niềm vui dành cho những pháo thủ của Arsenal, dành cho những khán giả đang có mặt tại Emirates vào lúc này. Một lần nữa Arsenal vươn lên trên Tottenham Hotspur trong trận derby Bắc London. Và một lần nữa lại là dấu ấn của Bukayo Saka cùng với Romero. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Romero lắc đầu liên tục. Huấn luyện viên Postecoglou thì trầm ngâm. Và Tottenham Hotspur cũng thêm một lần nữa bị dẫn trước. Vicario đã thử thách bản lĩnh của Bukayo Saka bằng cách chỉ tay sang bên phải. Nhưng Saka thì nói không. Anh đá thẳng vào giữa với một lực đá vừa phải để khiến cho thủ môn của Tottenham Hotspur đổ người đi. 2-1 cho câu lạc bộ Arsenal rồi. Sau khi để bóng chạm tay thì Romero đã lầm lũi nước đi. Cơ hội cho Tottenham Hotspur. Son Heung-min. Số 7 của Arsenal gọi và số 7 của Tottenham Hotspur một lần nữa đã trả lời. Hai đều cho Tottenham Hotspur sau sai lầm tới nửa vòng ngự của Arsenal. Niềm vui ngắn chẳng tay gang của đội chủ nhà. Vận đen ngay lập tức bị xua tan dành cho Christian Romero. Và thay vào đó chính là sự may mắn của Son Heung-min và James Maddison. Bộ đôi này đã liên tục tỏa sáng để mang về những bàn thắng cho gà trống. Cú đúp của Son Heung-min trong trận đấu này. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức trong khi chúng ta đang xem pha quay chậm thì Tottenham Hotspur đã tiến bóng đến sát khung thành rồi. Và đây chính là pha mất bóng của Jorginho. Một sự thay đổi của huấn luyện viên Mikel Arteta nhưng cũng rất đen đủi với ông. Son Heung-min đã rất bình tĩnh, James Maddison cũng cực kỳ bình tĩnh. Bộ đôi này làm chúng ta nhớ tới Harry Kane và Son Heung-min ở trong những mùa giải trước đó. Và bây giờ thì bộ đôi này đang tìm thấy nhau cực kỳ nhiều. Jorginho. Cầu thủ Tottenham Hotspur đang áp sát rất nhanh mỗi khi có bóng đến chân của Jorginho. Kulusevski. Son Heung-min. Một đường chuyền thực sự rất sáng tạo của Kulusevski. Kể như là đầu gối của Maddison đã bị bẻ về phía sau. Odegaard. Bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Vicario. Đây là pha bóng mà các cầu thủ Arsenal cũng đã dàn xếp khá hay. Rất tiếc là Ben White. Nelson.
Nelson có thể dứt điểm. Nelson, ngay khi Nelson ra chân thì đánh đầu, bóng trượt qua cầu môn của Tottenham Hotspur. Các cầu thủ Arsenal đã lao về phía trước. Trái bóng đã trôi qua khu vực 5m50 một cách đầy nguy hiểm mà không ai chạm chân vào bóng cả. Martin Odegaard, Kai Havertz, chân trái của Kai Havertz và bóng đã lên trời. Odegaard, tuyến hai thuộc về Arsenal. Mục tiêu Osaka. Nhìn lại những tình huống xử lý bóng hai hay tới từ câu lạc bộ Arsenal, thủ thành Vicario đã có một tình huống đổ người tuyệt vời. Kulusevski, Kulusevski, Kulusevski dứt điểm, không vào. Kulusevski và Richarlison là những người đã ghi bàn ở những phút bù giờ vòng đấu trước cho Tottenham Hotspur. Và bây giờ thì họ đã phối hợp với nhau trong một tình huống mà bóng đập vào chân của Jorginho. Trận Derby Bắc London đã khép lại với tỷ số 2-2. Một trận đấu kịch tính, hấp dẫn, nhiều va chạm, nhiều bàn thắng, nhiều sự đột biến. Và xứng đáng với chất lượng mà Arsenal cũng như Tottenham Hotspur đã mang đến. Romero là tô đồ của Tottenham Hotspur trong trận đấu này. Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coppler hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên cả cộng Sport.